Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anthony Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình vô nhận rương 6 cái nha. Wow, phần thưởng rương 6 của anh em mình đợt này sẽ là ôi, được 5 ống nghiệm Heroic và 5 ống nghiệm của dòng Legend ha. Còn các em cấp E này thì chúng ta được 370 mảnh ha. Quá là ổn luôn. Rồi, và các bạn ơi, Anthony thì có nhận bán những cái mảnh rồng cho mọi người nhé. Anh em nào đang cần những cái mảnh rồng để có thể nâng sao hoặc là summon có việc liên hệ trực tiếp với mình ha. Wow, hôm nay anh em mình sẽ đến với cái nhân vật đặc biệt gì đây? À, và mọi người thích mình review về bé rồng nào đừng quên để lại bình luận cho anh Tê biết với nha. Để anh Tê sẽ review theo yêu cầu của mọi người ha. Rồi, và mình cũng có nhận mở những cái gói VIP trong game nha mọi người. À, những cái gói để mở đảo hoặc là mở cái gói game hoặc là đi VIPass. Anh em nào cứ liên hệ inbox mình ha. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh của những cái bé dragon. À, ở đây thì hôm nay đến với một cái nhân vật đặc biệt đi nha mọi người. Wow, bé yêu nào đây? Em nào sẽ ra lò khu vực này? Wow, Dragon TV. Đây, em này thuộc dòng là Legend nha mọi người. Ra rất là lâu rồi. Để lên được level 70 thì cũng hơi vất vả xíu ha. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ cái bé yêu này nha. Đổi tên lại cho... Đây, HNT Channel. Người ta nhìn vô cũng biết mình chứ ha. Wow, cái TV này nó... mắt mũi đủ các kiểu ha. Cái này có bộ có lý hơn ha mọi người. Cái này nó có nhiều biểu cảm nè. Rồi, bây giờ thì bé yêu này sẽ có là tập khoảng 4 chiêu nha. Chiêu đầu tiên của chúng ta sẽ là chiêu điện. Thứ hai là kim loại. Thứ ba sẽ là mặt trời. Và chiêu cuối cùng của chúng ta sẽ là tuyệt chiêu gió nha. Ở đây thì mình sẽ mang thêm hai thành viên nữa. Một là Heroic Aos, hai là thành viên Kamas nhé. Để coi các bạn này có nhiều Heroic không. Cũng nhiều nhiều các bạn ơi. Nói chung bạn này cũng nhiều ha. Rồi bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Trải nghiệm nhẹ ha. Nhưng mà đầu tiên thì anh em mình nghĩ nhẹ cái chỗ sự kiện cái nha mọi người. Sự kiện này là sự kiện Plus Island. À, nhiệm vụ của chúng ta để mình coi nó kêu anh em mình làm cái gì. Mới vô sẽ là đi thu hoạch 4.000 thức ăn. Kèo này thì... Rồi, đi kiếm thức ăn các bạn ơi. Đây, 4.000 thức ăn thì nó sẽ nằm ở đâu nhờ? À, cái cây. Wow, chỗ này thì anh em mình phải chuyển lại. Ui chà, bấm nhầm vô rồi. 30 giây thu hoạch một lần. Do chơi cuộc đua Heroic cho nên anh em mình để cái chế độ là thấp nhất đó mọi người. Vô keo, ở đây gẹo nhẹ trước cái khu vực arena nha mọi người. Chờ 30 giây thì nó cũng sẽ hơi lâu. Wow, bé này thì thuộc dòng cá chính nha. Cho nên cái lượng máu nó nằm ở mức gọi là 219 nha. Sau khi mà lên được maximum level 70 ha. Wow, một hit thôi là cũng đủ để bế được một con nha mọi người. Hiệu ứng thì chắc có lẽ là anh em mình slow motion đi ha. Làm chậm xíu nè. Với tuyệt chiêu là kim loại. Wow, rồi ổn áp nha. Bạn nào xem video thì đừng quên để lại cho anh tôi một like ủng hộ nhạc cái nha mọi người. Ây chà, cái TV này nó phát ra một cái luồng ánh sáng để gây sát thương cho đối thủ. Rồi, chỗ này thì chúng ta đi thu hoạch nhẹ. Kèm theo đó là chắc có lẽ là mình sẽ phải mua lại á mọi người ơi. Cứ 1 triệu vàng thì anh em mình sẽ bế được tầm khoảng là 10.000 thức ăn nha. Đó, cái này thì anh em mình cứ gọi là mua nhiệt tình vào. Với lại cái khoảng thời gian chờ nó cũng không có lâu á mọi người. Nó bắt mình chờ tầm khoảng 8-9 tiếng thôi à. 8 tiếng mấy, 9 tiếng. Rồi, 8 ok, 8 tiếng 59 phút coi như là 9 đi ha. Ổn áp luôn. À và HNT cũng có bán những cái acc game cho mọi người nha. Anh em nào mới chơi hay là cần những cái acc game chơi thì cứ việc liên hệ với mình nha. Rồi, chỗ này thì wow. Đâu rồi, anh em mình còn tầm khoảng 4 cái nữa các bạn à. 3 cái. Rồi, một cái nữa là xong nha. Ủa nó nằm đâu rồi nhờ? Vậy là anh em mình bị sót một cái. Đây. Rồi, vô kèo hen. Chỗ này thì để nhanh thì chúng ta sẽ tốn tầm khoảng là 5 viên game nha. Nó để số 9 nhưng mà thật sự là nó trừ khoảng 5 mà các bạn. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với cái chỗ này. Trả nhiệm vụ cái nè. À, khu vực list cần win một trận. Bây giờ anh em mình sẽ đến với cái khu vực này. Trải nghiệm nhẹ sức mạnh đến từ Dragon TV. Rồi, nhân vật ở đây thì anh em mình lụm nhẹ luôn nha. Đây, vô kèo các bạn ơi. Rồi, thể hiện kỹ năng nè.
Wow, ổn áp he. Đây thì mình cho bé yêu Kama ra múa lửa nhạc cái cho vui nha mọi người. Ôi chà, hết sảy he. Rồi, kích hoạt khả năng đặc biệt của dòng Heroic Kama. Còn bé AS này thì sao? Nãy giờ chưa cho nó ra được phát nào hết. Này cho nó ra nó lụm cái đi cho nó vui nha mọi người. Ổn áp luôn. Victory. Rồi, xong nhiệm vụ thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực là Arena. Và chúng ta sẽ phải chiến đấu thêm một hiệp nữa trong khu vực này nha. Khu Arena này thì không biết là cái bé TV này của anh em mình có được vào hay không. Đâu mất tiêu rồi. Nó là thuộc dòng L các bạn. Để mình kiếm dòng L. TV thử coi. Đây, có luôn nha. Rồi, let's go. Khu này thì anh em mình sẽ mang được thêm hai thành viên nữa. Một là Heroic Kamas và mình sẽ mang thêm một cái bé Heroic VIP mới nha mọi người. Con này là hàng mới luôn, xịn sò luôn. Ở đây thì anh em mình sẽ cưa nhẹ coi. Wow. Chỗ này thì cho cái bé yêu TV của mình ra thể hiện được không nhờ? Nhân vật này là Sinful các bạn, nó có hai chiêu đặc biệt nha anh em. Một chiêu á là hút máu và một chiêu còn lại á là sẽ thêm một lượt đánh nha. Wow, ôi cha căng. Hy sinh đánh một con rồng rồi mọi người ơi, không ổn tí nào nha. Bây giờ là bé yêu này của mình nó phải chết thì nó mới hồi sinh lại được cái con bên trong nha mọi người. Anh em mình sẽ không phải mất rồng. Còn nếu như mà nó không chết thì cái ca này anh em mình sẽ mất một cái con rồng. Wow, búp lên tới lượng máu là 175.000. Sau khi hồi sinh lại mà được một cái lượng máu rất lớn nữa mọi người à. Rồi, tuyệt vời ha. Đây, ở đây thì anh em mình có thêm một chiếc rương nữa nè. Wow, ngon lành. Master 3 là 12.000 đúng không? 12.000 điểm anh em mình hiện tại là mới có 11.500 thôi. Vậy là anh em mình phải cố gắng lên cái 3 các bạn à. Chỗ này. Rồi, chỗ này thì anh em mình phải ráng gồng gồng lên một tí nữa mới được ha. Rồi, mới vô thì con này nó khắc hệ với mình nè mọi người. Nó gặp mình là nó quýnh mình sát thương nhân 2 đấy. Cho nên là không có đùa được với cái bé yêu này ha. Ôi, con này nó được búp máu nha, lượng máu nó lên tới 300 mấy luôn nè. Rồi, anh em mình cũng hơi bị thốn với bé này rồi. Còn thành viên này thì sao? Wow. Cưa nhẹ thêm một cái nữa. Rồi, ok, ổn áp nha mọi người. Chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là Kamat đi. Ui, hình như con này nó ăn hiếp được mình hả ta? Hình như là vậy ha mọi người. Ui, 125.000, nó ăn hiếp được mình các bạn à. Lụm luôn. Rồi, nhân vật, ui, nó ăn hiếp thêm được cái nữa hả? Ui, trời, nó hồi sinh trở lại. Bây giờ thì anh em mình chơi trò đặc biệt nè. Sát thương nhân 2. Wow, thôi, ui, trời, búp lại cái lượng máu cho bé yêu bên trong rồi. Đó, bây giờ là bé yêu này sẽ solo với tên bạn. Anh em mình tính ra là mình sẽ có 4 con rồng chứ không phải là chỉ có 3 con đâu nha. Sau khi mà Heroic nó chết là nó hồi sinh lại thêm một lần nữa và nó búp một cái lượng máu rất lớn, coi như là anh em mình sẽ có thêm được một con rồng nữa rồi ha. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi, victory ha. Kèo này thì ổn áp không nhờ? Ổn, theo mình nghĩ là ổn đây mọi người. Vô luôn. Rồi, chỗ này thì ui, cái gì đâu mới vô chưa chào hỏi gì hết mà nó quất mình hơn nửa cây máu đi du lịch rồi. Mặc dù thuộc dòng Legend thôi nhưng mà cái lượng đam sát thương của nó nhân 2 thì anh em mình cũng phải ngâu ngán tí nha mọi người. Nó gõ mình hai cái là mình lên bảng mình ngồi luôn ấy. Ây chà. Rồi, solo luôn. Wow, kèo này anh em mình cưa đi, mình cưa luôn cả ba con nha. Wow, xóa sổ thành công một thành viên. Yeah. Hơi gắt nha, con này nó quýnh lan luôn mọi người à. Ây, nó quýnh 3 thành viên anh em mình. Ôi cha, bé yêu này trở lại và ăn hại hơn xưa. Tới công chuyện liền.
Wow, victory nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta nghĩ nhẹ coi. Wow, Kalmat level là 60 hen. Đây, mới vô thì lượng máu anh em mình. Ui cha, tính ra là bé này đang gắn bé tăng sát thương. Ui, sát thương tăng tới 42% lận. Lắm. Ôi, căng nhang. Rồi, khả năng đánh lan. Rồi, cái này anh em mình chạy vô cái đã. Sát thương X2 đến từ Heroic VIP. Anh em mình xóa sổ hai thành viên luôn các bạn à. Đúng là khắc chế của Kama rồi. Anh đại Heroic mới này của anh em mình nó bá đạo quá luôn ấy. Wow, victory nha. Rồi, chỗ này. Ui, lần này thì có Vodos 60. Nhìn con Vodos này thôi là cũng kết rồi nha. Chỗ này thì, ui, Vodos này thì cái lượng máu nó lên tới khá là cao nha mọi người. Nó quất lên tới 400 mấy luôn. Wow, anh em mình với khả năng quýnh lan. Nhưng mà cái lượng đam khi mà quýnh lan thì nó chia ra nhiều quá. Rồi, sát thương nhân 2. Phải tranh thủ mới được, con này máu trâu lắm các bạn à. Máu nó 400 mấy mà máu của nó thiệt tình đó là nó cao gấp hơn gấp đôi mình. Wow, máu nó quá ghê luôn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đến với cái bé TV đi. Lắm. À, ca này có bộ căng nha. Ôi vẫn còn các bạn à. Anh em mình vẫn còn trên bản đồ. Rồi, lần này sẽ nhờ đến Heroic đi. 120.000, lượng máu đang búp lên tới 40 mấy. 42% mà nó cho anh em mình lượng đăng. 120.000 các bạn à. Rồi, lên bảng luôn. Tầm này mình phải nhờ tới Heroic VIP thôi các bạn ơi. Vô kèo nè. Wow. Hồi sinh lại Kamas. Rồi, bây giờ là chú tới công chuyện với anh đây. Wow. Đây rồi, anh em mình lụm nhẹ luôn nha. Victory các bạn à. Ôi, tên bạn có Heroic AS nha. Đây rồi, giao lưu nhẹ luôn. Wow, tầm này anh em mình đang được kích hoạt sát thương nhân 2. Nhưng mà nếu như mà cái chiêu sát thương nhân 2 này mà quýnh vô cái con này thì thiệt tình là nó còn có miếng máu à, không có sướng các bạn ơi. Mình phải quất vô cái con nào mà nó đang nhiều nhiều máu ấy. Đây, lắm. Wow, chỗ này thì anh em mình đẩy nhẹ cái nữa. Rồi rồi, quá tuyệt vời. Wow, ổn áp nha mọi người. Victory. Ui, nãy giờ máu lửa quá đè nè, mình gõ hết 6 trận trong đây luôn rồi nhờ. Được lên là 11.600 nha. 12.000 điểm thì anh em mình sẽ lên được Master 3. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ hình như là hoàn thành rồi. Đây, chỗ này thì anh em mình 10.000 thức ăn nữa hả, 10.000 tốn 5 viên game nữa mọi người. Oh my god, thôi chắc cái này là anh em mình chờ tầm khoảng 8 tiếng sau đi hen. Khoảng 8 tiếng mấy á mọi người. Chứ chơi này tốn game quá, mình cũng đang để dành game hen. Rồi, chúng ta sẽ đến với là cái khu này nha. Wow, chỗ này thì cho các bé yêu TV của chúng ta thể hiện đi. Bé thành viên của tên bạn là Titan thuộc dòng ánh sáng, level là 40 và cũng là 5 ngôi sao vàng lấp lánh các bạn nha. Wow. Ngon lành luôn, bật lại cái khả năng hồi sinh ha. Ôi, và đây là nhân vật Heroic nha mọi người. Ôi cha cha, quá là tuyệt vời, Heroic AS. Rồi, khu này thì anh em mình lệnh thêm được một ít điểm nữa, 6 viên game. Ui, anh em mình mới 33 thôi, 133 và solo với những cái thành viên
khá là cao, 138 luôn nha. À, bé TV này của anh em mình thì thôi rồi hen, cũng ở app với level là 70. À, con này thì các bạn biết rồi đó, nó ra cũng rất là lâu rồi ha. Wow. Cân nhẹ coi. Ui, bé này có khả năng búp máu lại nữa nè. Wow. Rồi, bé yêu tiếp theo luôn, 138. Ây, lần này là ba con đều là chiến binh Ratun, 5 sao hết luôn các bạn ơi. Wow. Ôi, quá là tuyệt vời luôn. Ok, hồi sinh. Hình như là tên bạn gắn pet hồi sinh cho cả ba thành viên luôn hả mọi người. Đây, nó đều trở lại thêm một lần nữa hết luôn. Anh em mình phải nhờ tới Heris AS để có thể ra và can thiệp được ha. Rồi, ổn áp các bạn à. Wow, lần này thì không biết bé yêu này một mình cân ba nổi không. Tên bạn, ui tính ra là con này nó 3 sao nha mọi người. 3 sao thì các bạn biết cái lượng sát thương của nó cũng khá là gắt ha. Wow. Ôi chà, victory hen. Rồi, ngon lành các bạn à. Chỗ này thì anh em mình cũng cày được một ít điểm rồi. Thức ăn thì lót dép thôi. Cái này hơi khó một tí. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh Tài một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.